Ở đây thì là hai chị Nhật Thí trong quá trình mà làm ấy, thì khi mà em quay hình lên ấy, thì hai chị Nhật Thí cũng nhìn nhận được rằng là các chú với lại các chị là rất là nhiệt tình trong công việc, cho nên là gửi cho là 5 triệu. 2 này, 3 này, 4 này, 4 triệu dưới này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, cái số tiền còn lẻ này là để em uống nước, cháu uống nước nha. Cảm ơn hai chị đã có tấm lòng vàng để mà nhìn nhận bọn cháu làm, thì cũng đã giúp đỡ bọn cháu được một chút nào. Cháu có thành thật xin lỗi trong thời gian vừa qua thì À, theo chú thì hoàn cảnh của hai ông cháu thì có xứng đáng để mà nhận được một ngôi nhà như thế không? có ạ à. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là mấy anh em thợ hiện tại là đang đi vào và vận chuyển nốt cái những cái vật liệu mà cuối cùng của bác ạ. Ở đây thì vật liệu cuối cùng đó là xi của bác, hiện tại thì là cháu Lực chưa thấy là chưa thấy hết, nhưng mà đâu đó là cũng gần đi đi là gần một nửa rồi các bác ạ. Hãy lên với chú Toán xem nào, hôm nay đã tơi được bao nhiêu bao rồi. Chào chú Toán nhé. Hôm nay có vẻ buồn buồn đấy chú. Buồn thằng dạ. Em nó bị tai nạn một tí. Ai ai bị tai nạn chú? Chú Phong. Phong á? Vâng. Bị làm sao ấy? Tháo dây kia nó bị kẹp tay. Bị kẹp tay, bị ở đây luôn á? Ở dưới này. Có bị thương nặng không hả chú? Nó chỉ sưng ngón tay trên ngón trỏ. Sưng ngón trỏ này á? Thế là bị kẹp ngón trỏ này à? Ừ, ngón này. À, thế là chú cũng vừa từ dưới kia lên à? Ừ. Nếu không là chắc tới đi hơn chục bao nữa. Tới đi hơn chục bao á? Ở dưới kia thì bây giờ tới được tầm bao nhiêu bao rồi chú bây giờ ấy? Hôm nay tới đi 56 bao. 56 bao kìa? Thế là 56 bao là còn hơn là gần 60 bao nữa. 64 bao nữa. Ừ. Là chắc là để ngày mai thì là mới hết được rồi nhỉ? Ừ, chắc đến tối cũng chắc hơn đi chục bao nữa. Tối là hơn đi chục bao á. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì vừa tới trong kia là vừa đi xếp xếp đi xuống dưới luôn chứ? Không, lúc nãy chú đầu tay nó thiện xuống dưới thì xếp luôn. Xếp luôn à? Ừ. Thế là vừa rồi anh Phòng đang ở dưới à? Nhưng mà bây giờ còn làm được không hả chú? Chắc chỉ có tháo mấy dây nó giật dây ra chắc vẫn làm được. Làm được à? Cố rồi, bây giờ ai biết được. Vâng. Lâu thì nó phải cố. Vâng, chú gửi một lời chào tới các bác này. Chào cô chú. Chú anh nhìn ra kia thì mới được. Chào cô chú với là anh chị ạ. Hôm nay thì vẫn có là hai vợ chồng, vợ chồng chú với lại vợ chồng của anh Phòng à? Vâng. Thế anh Phòng là hiện tại là đang ở dưới chứ chú? Vâng, đang ở dưới. Vâng, thế để cháu đi xuống với chú anh Phòng một tí đã, xem là anh Phòng bị thương như thế nào. Thế hôm nay thì cháu xuống thì cũng có nhận được một phần quà là của hai chị là Nguyệt Thúy có gửi cho vợ chồng chú với lại vợ chồng anh Phòng 5 triệu. Thì là vợ chồng chú được là 2 triệu rưỡi, vợ chồng anh Phòng được 2 triệu rưỡi. Thế thì một tí nữa để lúc mà các chú nghỉ thì cháu gửi phần quà lại sau nhé. Vâng. Và cháu đi xuống dưới một tí đó. Thì xem anh Phòng vừa rồi thì chú Toán có nói là anh Phòng đang gặp chấn thương của bác ạ. Hãy để cháu Lực đi xuống ấy xem là anh Phòng là bị thương như thế nào đó. Buổi sáng thì là xi là đến tận đây rồi các bác này. Bây giờ thì ở đâu đó là cũng gần đi là một nửa rồi các bác ạ. Ủa, chị lên đây rồi à? Vâng. Vừa rồi bảo là anh Phòng bị tai nạn rồi chị. Vâng. Để cháu qua đây nhá. Ở trên này thì là hiện tại là các chú đang tời xi xuống các bác ạ. Tời xi xuống cho nên là xi là dùng để tời và cũng không vác nữa. Cho nên là cháu Lực sẽ đi bộ đi xuống dưới thôi các bác ạ. Để xem là anh Phòng là bị như thế nào đã. Đây thấy vừa chú vừa bảo là bị kẹp cái ngón tay ấy. Anh con đường đi xuống nhà hai ông cháu thì là rất là quen thuộc với lại cô bác rồi. Thì cô bác cũng không có lạ lắm gì với lại cái con đường này nữa. Hay phải nói là con đường của nhà hai ông cháu là cái con đường mà khó nhất cho Lực đi thực hiện những chương trình giúp đỡ làm nhà này các bác này.
thì cho cháu được xin được phép nói lại một chút của bác nhé, nói qua thôi. Lúc mà chuẩn bị đi làm nhà thì cũng có rất là nhiều cô bác là còn nói là lên trên mua đất xong là làm một cái ngôi nhà ở trên kia cho hai ông cháu đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ để mà cháu Lực kêu gọi ấy, thì thứ nhất là bản thân kênh của cháu Lực thì số tiền đấy thì không thể mà cháu Lực kêu gọi được, và thứ hai thì là để mà kêu gọi cho ông được thì lại không có thể mà làm cái công việc gì giúp đỡ cho ông. Cũng có nhiều cô bác nói rằng là công việc buôn bán đấy, nhưng mà các bác cũng phải tùy theo, sẽ theo cái hướng độ là ông thì có nhạy bén không đấy, ông có nhạy bén không để mà ông buôn bán được những cái mặt hàng tạp hóa này. Còn mặt hàng tạp hóa thì có những mặt hàng nó chỉ được rơi từ 3 tháng thôi, 3 tháng mà không bán hết ấy, thì là nó sẽ hết hạn và không có ai mua, thì là những cái số hàng đấy mình không được phép bán nữa, không được phép bán ra thị trường đâu các bác. Đấy, cũng rất là mong các bác, cô chú, anh chị là sẽ hiểu cho cháu Lực cũng như là hiểu cho lại ông Sò cùng với lại Mạnh của bác nhá. Còn bây giờ thì đến dưới kia thì cháu Lực sẽ ghi hình sau. Đây đây thì cháu Lực nhìn thấy là có gạch ở đây thêm một hộp nữa này các bác này. Gạch này là gạch ốp đền nhà. Đây là chắc là hôm qua là tối quá nha, để sao hay là trong quá trình vận chuyển đấy là anh Phòng đang gặp tai nạn thì là đã bỏ. Ui, bốn tấm thôi nhưng mà nó rơi vào tầm độ là 3 đến 40 cân các bác ạ. Đấy, cái con đường mà vận chuyển vật liệu này các bác có nhìn thấy là đi lại nhiều quá, thành ra là bị hỏng hết cả bờ ruộng nhà hàng xóm luôn. Vác gạch này mà không cẩn thận mà trượt chân một cái là gạch mà rơi xuống là cũng coi như là hỏng gạch luôn. Thì cháu Lực mới không có dùng xe máy để chở của bác ạ. Từ đoạn đường trên kia là gạch này là tất cả là đều hoàn toàn là dùng sức người để vác hết, chứ không phải dùng xe máy để vận chuyển nữa. Vì dùng xe máy để vận chuyển là nó sẽ đôi lúc con đường nó đi khó ấy, nó sóc ấy các bác, thì ra là khiến là gạch nó bị vỡ. Gạch này thì là không phải là gạch rẻ của bác, gạch này thì là gạch rất là đắt. Hầu như cái loại gạch này là đa số là ở nông thôn là không ai dùng cả các bác ạ. Trừ phi nhà nào có điều kiện thì người ta mới dùng thôi. Gạch này thì là bây giờ cứ xếp tạm ở đấy thôi các bác ạ. Xong là tìm một nơi nào đấy người không đi qua và gia súc gia cầm không đi qua nữa, sẽ để xếp vào đấy, xong là dùng là bạt điện mà che. Gạch hiện tại là vẫn còn đang để ngổn ngang một chút. Đi đâu đấy Giang? Đi kia à? Bạn nhỏ này là con của chú Toán các bác ạ. Chào con có bà nào. Nhìn ra kia. Con chào con các bà. Con chào các ông các bà. Năm nay được mấy tuổi? Năm nay em được 8 tuổi. Thế em tên là gì? Lý Thị Giang. Lý Thị Giang à? Năm sau lên lớp mấy? Năm sau lên lớp 2. À, đấy. Trả lời rất là ngoan các bác ạ. Bây giờ lên trên bố mẹ à? Vâng. Hôm nay ra phụ bố mẹ làm gì đấy? Về chơi thôi. Về chơi thôi à? Ừ. Bây giờ thì công việc toàn là công việc là người lớn cả, trẻ con thì không có làm được, chỉ có sai vặt là đi lấy nước này, xong rồi đi lấy cốc thôi. Thế lên trên nhá. Vâng. Rồi. Ủa, có vẻ như là mấy anh em thợ là xếp ra đây luôn rồi cô bác này. Rồi, ở đây thì nó có một phần thì pro này sẽ che, còn vẫn phải bọc thêm là cái tấm bạt vào cô bác nhé. Phải nói là rất là bụi đấy cô bác ạ, không thể tránh khỏi được. Biết là ông ấy Mạnh thì đang làm gì thế này. Ôi chú, đi cắt cỏ à chú? Phơi thóc hả ông hôm nay ấy? Vai Mạnh kia rồi. Hôm qua thì Mạnh lại đi cốc bài với lại là bạn Nghiêm cô bác hôm qua ấy. Về nhà là xếp nhà luôn này. Nào Mạnh, quay lại, chào con có bà nào. Nào. Cảm ơn đi. Con chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Cười. Ở nhà làm gì? Chơi. Thế hôm qua cùng với chú Nghiêm đi cốc bài có vui không? Vui. Vui à? Ừ. Đấy.
trẻ em ở trên chỗ khu chỗ lực mà được đi cốc bài thì rất là vui các bác ạ. Dưới cốc bài thì mới có những chốn nhộn nhịp, khu vui chơi giải trí, nhiều xe cộ đi lại thôi. Đi xa đấy nhá, tí xi cái tuột xuống đấy. Hết chưa ông? Ông gửi một lời chào tới các bạn không? Chào các em các chị nhá. Công việc ông hôm nay ở nhà làm gì không? Đây, nhiều việc lắm. Nhiều việc lắm à? Thế cụ thể là việc gì không? Gửi lấy củi này, dâu lượn này. Dâu lượn à? Thế sáng nay ông đi vào trạm đúng không? Vâng. Thế người ta có kê thuốc cho ông chưa? Chưa. Chưa à? Chưa. Thế người ta bảo ông bị làm sao? Đi muộn quá. Đi muộn quá à? Vâng. Thế ông là bây giờ là đang bị như thế nào để cháu con biết mua thuốc cho ông mai? Mai cháu vào cho biết mua thuốc cho ông. Nó bị cáo hôm qua bắt cảm thì rồi. Tối đen hết rồi. Ôi. Hôm nay tối hôm qua không ngủ được cả đêm. Đấy. Ông hôm đó tối hôm đó là đi trong vật liệu này các bác này, xong là bị mưa là về đột xuất quá thành ra là bị cảm nên này. Đấy, bị cảm rồi. Thì một giờ đấy, hay sao rồi. Trời mưa mới chảy về nhà ông thử. Đấy bị cảm là bị cảm là vẫn không ngừng nghỉ để mà làm việc đâu các bác ạ. Bây giờ thì bị như thế nào là ông vẫn đều làm hết. Cái gạch này nhá ông nhá. Mai cháu để ông ấy bảo ông nhá. Ông nhìn chỗ nào, xem chỗ nào mà thật phẳng vào. Chỗ nào thật phẳng xong là chỗ nào không trâu không đi qua ấy. Ông dùng rơm nhá. Dùng rơm xong là ông giải cho cháu. Ông giải ra, ông xếp gạch vào nhá. Xếp gạch vào xong là lấy bạt để mà che ông nhá. Ông có thích màu gạch này không? Hả? Mạnh đi lấy rẻ cho chú xem nào. Đi lấy rẻ cho chú xem nào. À là mâm ăn cơm à? Nhưng mà ông có thích gạch này không? Có à? Gạch này thì là màu gạch này là gạch giả gố các bác ạ. Nó hơi nan ná là giả gố một chút rồi. Dạ. Cái này là cho úp vào nền thôi, nền nhà thôi. Vâng. Cái trắng này sau này cháu mới úp vào tường này. Đây cái trắng này các bác nhìn xem là đây còn có tấm ni lông để phủ các bác nhá. Đấy để tránh trường hợp là nó bị xước ấy. Đấy gạch này là nó dễ xước. Nếu là không được dùng gạch ném vào đây nhá. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi. Anh Phòng đang ở trên đấy à? Không. Đi xem anh Phòng một chút cô bác. Vừa thì anh Phòng gặp chấn thương cô bác ạ. Mày có lên trên này không? Đi. Đi này. Đi này với chú này. Đấy, còn cái gạch này là gạch màu đen này các bác này. Gạch này thì là chỗ lực là lựa chọn làm mấy nữa để mà đấy. Cái gạch này là gạch nào mạnh chính ra nào để chú xem nào. Đấy. Gạch này thì là gạch màu đen mấy nữa chỗ lực là lựa chọn ra cho bên này xem nào, cho các ông các bà xem nào. Gạch này thì là gạch màu đen mấy nữa chỗ lực lựa chọn là sẽ cắt để mà làm viền và ốp cái phần bếp của bác ạ. Ốp một chút để mà nó nổi bật lên đấy. Đấy gạch này thì là vẫn còn sợ nó xước này các bác này. Người ta bọc cái lớp ni lông trắng ở đây các bác nhá. Tất cả những cái gạch mà cháu lực lựa chọn đấy thì tất cả này gạch đấy đều là gạch xịn hết ở dưới các bác. Nếu như các bác bán vật liệu thì các bác là biết cái gạch này nó là gạch gì các bác nhá. Đi. Chú đi đi. Đấy, đi là phải đi cẩn thận mạnh nhá, chỗ này ấy. Chỗ này thì là xếp nó cao như thế này thì là nước là không có sợ rằng là tràn lên các bác nhá. Còn có thêm một loại màu gạch nữa. Hiện tại thì nó nằm ở đây quá nên ra là khó nhấc lên các bác. Cho được xem là bên này có phải không. Không phải, nó nằm ở sâu quá của bác này. Ở đây thêm một loại màu gạch nữa. Cái loại gạch này thì là nó nó màu như kiểu màu đá này. Dạ. Một cái là 5 tấm bác. Đây rất là may là có lẽ là anh Phòng là chưa gặp chấn thương nặng cho lắm cô bác ạ. Vẫn còn là làm được. Đấy nhưng mà bây giờ là không làm thì lại công việc nó lại là chậm chạp hơn rồi.
Và dưới nhà khu của hai ông cháu thì là rất là oi các bác này, vừa mới lên một tí thôi là chưa có vận chuyển là vật liệu gì đấy mà cảm giác như là mồ hôi là chảy hết rồi. Còn làm được không anh Phong? Còn làm được không ấy? Bảo còn làm được không đấy? Thế bảo anh gặp tai nạn đúng không? Vừa lên trên đấy các cô. Cái này để làm gì đây anh? À. Ôi, rơi vào mạng người ta nhiều quá rồi. Cái này là có khi là làm xong là phải đền đấy các bác ạ. Ra bên kia mày ơi. Ra bên kia. Này chủ này về nói chưa anh? Chưa đâu, chưa chủ chưa về đây đâu. Chắc chưa thấy đâu nhỉ? Chưa thấy đâu, hôm nay buổi đầu tiên chưa thấy, hôm nọ thì không thấy. Không bỏ tay ra cho toán kéo lên này. Rồi nó khác kéo lên. Ký hiệu cho nó khác kéo lên. Anh gửi một lời chào tới các bác này. Cháu chào các ông các bà. Chào cô chú anh chị. Thế vừa rồi là đấy bảo là anh gặp tai nạn hay sao ấy, là bị ở đâu anh? Anh bị đây này. Bị đây á? Ừ. Nhưng mà anh có thể nói về một chút xem là tình trạng như nào ấy, gặp như nào ấy, trường hợp mà anh gặp phải này. Cứ để cái kia xuống anh thực tế cho đúng không? Dạ. Để cái bô ly kia xuống anh thực tế cho. Thế là xong rồi, nhưng mà bị đâu thế? Đâu? Anh bị đây này, mà chắc không vấn đề gì đâu. Thế này, ông may là nó còn bị ngoài da thôi đấy. Thế bảo là các chú trên kia là chạy xuống hết à? Đúng rồi. Anh ở đây bị một tạ nó treo đúng cái ngón tay này. Một tạ treo ngón tay này? Đúng rồi. May không bị nát tay đấy. Thế là rách cả áo rồi này. Này không bác này. Bị một phát bị kẹp vào đúng cái ngón tay này luôn. Vâng. May thì làm mấy giờ thì mấy anh em nghỉ anh? Ừ, trời nắng anh sẽ cố gắng để làm cho nó... Nhưng mà bây giờ là trong lúc râm rồi nhỉ? Giờ tối nhưng mà tầm mùa này thì tầm 7 giờ đến tối. Anh làm một tiếng cố gắng để ra làm sao hôm nay phải hết được 4 tấn hoặc hơn 4 tấn nữa để mai một buổi là xong, vì bây giờ là được 3 tấn rồi. Vâng. Không thì nếu mà bây giờ ở chỗ này thì còn đủ chỗ xếp không, nếu mà không đủ chỗ xếp thì là trên kia thì nó cũng rộng rãi, nó cũng cao ấy, thì đấy bạt phủ thêm vài lớp nữa để dùng hết cái này xong lại chuyển cho trên kia xuống. Không, anh chuyển xuống hết luôn đấy. Xuống hết làm, luôn à? Ừ, làm đến đâu cho gọn đến đấy luôn. Đấy. Bây giờ mà không có dùng cái cách này để mà... Đây vừa rồi là như nào anh? Đấy, vừa rồi là anh cởi cái này ra rút cái này xong thì cái này nó xoắn. Anh lấy cái này để khều để lấy tay rút ra, nhưng mà không may thì cũng xỏ tay vào cái này luôn. Thế là thay cây luôn? Thay cái cây này luôn. Ôi dồi ôi. Còn hai bao nhá. Hai bao luôn. Là đúng là một cái tay của anh bị kẹp như này luôn. Y xì như này luôn. Theo đúng như này. May là nó còn không bị vào sâu quá đấy. Rất nghiêm. Nặng thì nữa là may là nó còn có cái này để đỡ đúng không? Nó không có. Không, cái này không đỡ đâu, không đỡ được. Một tạ của nó là thấp hơn rồi, nó không đỡ được. Anh cố gắng lắm để mà nâng được hai bao xi để lên đặt, nhưng mà không thể nâng lên được. Xong là các cô ở trên kia là chạy, các chị trên kia chạy gọi, xuống. Chạy xuống để cắt dây. Anh mới rút tay ra được. Ủa, chắc lúc đấy là rất là hét mà tới trời tới đất luôn mới hả? Quá đau luôn đấy, anh sợ ngón tay anh đứt rồi. Không may là bị dây nó quấn phải tay của bác ạ. Cái này thì cũng cẩn thận anh nhá, bật vào mặt thì... Đây anh bị phát, anh vừa hạ cái này xuống. Hôm kia kéo phát bị cái viên gạch này là phát vào đầu. Phát sau là bị kẹp tay. Hôm nay một ngày không may mắn.
Thế vừa anh vừa gọi cho em đấy, lúc đấy là bỏ được ra rồi à? Ừ, bỏ ra mà, gọi cho anh bỏ được ra rồi. Vâng. Anh không bán đâu. Tí lúc nào nghỉ giải lao thì bảo em nhé. Dạ. Mày cho anh một điều bất ngờ. Anh rồi dâm này cũng như là phải cố gắng để tối mấy nghỉ. Dạ. Anh cố gắng làm đến tối mấy nghỉ. Anh tối mới nghỉ à? Thì cái nắng tranh thủ làm cho nó. Vâng. Thì anh tiếp tục nhé, em đi xuống với ông một chút đã. Đấy. Đấy, rất là may là anh còn bị ngoài da đấy, nếu mà bị nó mà quấn nặng thêm là đứt tay đấy. Đi mạnh, đi xuống với ông đi. Đấy. Điền thật mạnh nhá. Hôm nào nếu mà như có người xuống thì cháu sẽ lại thuê thêm người để mà xuống phụ giúp ông, hôm nào nhiều việc ấy. Vâng. Còn hôm nào ít việc thì là hai ông cháu mình sẽ tự làm. Vâng. Đấy. Và cái khoản này thì là cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy có nói là với cháu Lực cô bác ạ. Cái khoản này ấy phải nói là hai chị Nguyệt Thúy cũng biết là ông có ông là với lại Mạnh thì là còn nhỏ nữa cho nên là không thể phụ giúp được ông nhiều. Và chị Nguyệt Thúy cũng có nói với cháu Lực là vừa rồi cháu cũng chia sẻ với cô bác nếu như là gia đình mà nhiều việc quá thì là sẽ thuê người là giúp thêm cho ông với lại bé Mạnh cô bác ạ. Bây giờ thì còn một số vật liệu đang nằm ở ngoài đường kia, cháu Lực sẽ cùng ông là đi vận chuyển nốt đi ông. Nó phải poi rồi ông nhá, đừng có đi ra kia nhá. Còn việc quân tẩm này xin măng à, muốn lấy cái bé à, mày ở đây đi nhá. Chú đi chở vật liệu ấy. Đúng. Đây nhá. Quân bật trọc trên đây ạ. Ôi bắt tiên bắt tập, biết mình không cái đây với nó. Nó bị ỉn à. Đây á, đây ông phải, cháu vừa bảo ấy, ông lấy cho nó ấy. Ông phát chỗ đây này. Xong rồi làm cho nó bằng cho cháu nhá. Xong ông đi lấy cái rơm về, giải ở dưới nó. Xong rồi ông để cái này lên trên, cứ trồng lên là nó không bị sao đâu ông ạ. Yeah. Cứ ở dưới phần nó phẳng là được. Yeah. Đấy. Vậy thì là hôm nay cũng vừa mới chuyển hết ra đây đâu các bác ạ, cho nên là khi mà người ta đang giúp ấy, thì người ta cũng vẫn còn để cảm giác như để chỗ nào mà có người ta không đi lại. Ấy. Sơn hạt hành là màu gì đấy? Hạt hành là màu trắng. À đưa cho ông ạ. Em có việc không ạ? Tí Mạnh có vác không? Hả? Mạnh có vác không? Vác sắp vác được rồi nhỉ? Nhưng mà phải nói là Mạnh đi rất là khỏe các bác ạ, đi theo thôi á. Vậy thì rơi xuống dưới kia nhá. Thời tiết thì đến chiều tối này thì cũng nắng dịu dịu một chút rồi. Hai ngày hôm qua là có 18 người ra hộ phải không? Vâng. Hôm đầu là có 12 người đúng không? Vâng. Đây ông ở bên dưới này đi, cháu ở bên trên. Hôm sau là có thêm 6 người à? Ừ, 6 người. Vâng. Hai người cho nó nhẹ nhàng không ạ? Ừ, dưới Mạnh ở đây đợi nhá. Không đi nữa. Sắt này là ở trên nhà anh Phòng là xuống hết rồi không nhỉ? Xuống hết rồi. Và nếu như tầm là ngôi nhà của ông cô bác ở mặt đường thì sẽ ngôi nhà của ông sẽ làm là khác hơn với lại so mấu nhà này, nhưng mà mấu nhà này thì là cháu Lực cũng lên tất cả vật liệu là lên hết mọi cái rồi. Khi mà cháu Lực hoàn thiện thì ngôi nhà sẽ rơi vào tầm là 190 triệu là quay đầu. Trong đấy là còn chưa những có cái khoản là phát sinh, ví dụ như là mua nước hay là mua bạt cả. Ôi, được không nhá?
Rồi ông đi. Cập bẫn cái này. Đây làm nhà thì đôi lúc là sẽ có những một số cái khoản nó phát sinh nữa, cũng chưa thể để mà nói lên được. Ví dụ như kiểu mùa này thì đang là mùa mưa quá đấy, thành ra là mình phải bắt buộc là phải mua bạc xuống để mà đề phòng rồi. Đấy, ông bỏ tay ra nha. Đấy ra đây, đấy. Các này thì là cái lựa chọn để mà làm cái kèo sang ngang này các bác này. Đấy, cũng có một số cô bác có bình luận rất là nhiều lên trên kênh. Đấy, bảo là tại sao mà nhà thì chưa làm nhưng mà ta lấy là nào là bồn toilet, bồn rửa bát này, tôn này xuống rồi. Thì cũng thưa với lại cô bác là nếu mà bây giờ chỗ này không có nhận làm luôn một chuyến này thì là sợ rằng là sau cái thời gian nữa thì trời sẽ lại tiếp tục là mưa dài, cho nên là không thể mà lấy được vật liệu vào nữa. Còn là bây giờ cháu lấy cho lực lấy vật liệu vào như này thì gần đủ rồi. Đấy, gần đủ rồi, có thể là sau này nếu mà thiếu gạch thì là bổ sung thêm sạch, thiếu xi thì là bổ sung thêm xi. Thì cái đấy lúc nào mà mấy em thợ là làm sắp gần hết rồi thì cháu lực sẽ lấy vào, thì như vậy nó sẽ cái tiến độ mà làm nhà nó sẽ nhanh hơn các bác ạ. Chứ để sau này mà mấy anh em thợ, ví dụ như bây giờ cháu được lấy xi vào 3 tấn thôi mà làm hết 3 tấn rồi, trời mưa độ tầm 1 tuần. Mưa rào thôi các bác, đấy mưa rào thì mình có thể là mình làm được, mình chỉ căng bạc thôi là mình làm được nhà ông ạ. Yeah. Còn nếu mà mưa to như thời gian vừa rồi thì chịu thôi, không thể làm nhà được. Không dám xây, xây là tường nó sẽ bị đổ ấy. Yeah. Đấy, bây giờ mấy ông cháu mình lại tiếp tục là lên trên nữa ông nhỉ? Vâng. Yeah. Đấy, Mạnh thì là ở nhà là chuyên gia là đi nhặt những cái gạch này để mà xếp của bác ạ. Đấy, bây giờ thì bắt đầu là nhìn thấy là ở trong nền nhà là có vật liệu nhiều đấy của bác. Ôi, nó có một thái kìa. Chỗ này là mấy nữa là ông phải làm lại đấy chỗ này ấy. Làm lại đi. Bây giờ là mấy nữa ông đào cái này đi ông ạ. Đào thỏi trên kia xuống này. Không. Đổ hết đất đi xuống trên kia. Không biết kìa đấy, đá về kìa. Vâng. Thì chân nó lên tí vâng. Nữa. Không kìa mưa nó lại mòn đi hết được. Vâng. Con đường của nhà hai ông cháu thì là mọi khi là chỉ có hai ông cháu là đi nhiều thôi. Thời gian này thì là có người đi nhiều quá nên là cũng thành là bị lún hết xuống rồi này. Ở đây thì là cái này để mà đi vác gạch của bác ạ. Xong là để lên trên đầu này, xong là dùng gạch để lên trên. Thế tại vì gạch là mình dùng để lên trên đầu thì nó sẽ vác được nó sẽ nhẹ hơn. Làm được một chuyến vật liệu là cả đi cả về từ trên nhà của anh Phòng xuống là cũng rơi đâu đó độ tầm là nhất là 30 phút của bác ạ. Số lực nghĩ là 30 phút là không được với ông nhỉ? 30 phút hơn đấy. Hơn 30 phút đấy ông nhỉ? Vâng. Chuyến đầu thì là cảm giác đi nó còn nhẹ trong xanh một tí. Hai ba chuyến thì phải nghỉ. Hai ba chuyến là phải nghỉ ngơi rồi. Bắp chân là mỏi hết bắp chân đấy ông nhỉ? Vâng. Đến khô có mấy hôm rồi mà là nhìn ruộng bà con này thửa nào thửa đấy mà cũng khô hết nước đi. Chỗ này không có nguồn nước xuống này hả ông? Có mà giờ này mưa sụt lở nhiều lắm. À. Thế là bị tắc hết ống cống à? Vâng. Cảm giác như cái mấy cái chỗ này mình đi qua mấy cái sắn nó không to được không nhỉ? To được rồi. Như kiểu hàng đầu tiên này là đi là cây nào cây đấy cũng bé bé tí tí. Ở đây còn có cái quả gì đấy không ở đây ấy? Quả màu ma này. À, quả này ăn chua lắm. À, rất là chua các bác ạ, quả này.
cây này. Cây này không? Ừ. Cây to kia đúng không? Vâng. Cây này có phải của nhà ông không? Có. Cây này có phải của nhà ông không? À, mạnh thì là lên trên này trước rồi của bác ơi. Chú này lên trên này, quay được bên kia. À, nhưng mà cây này có phải nhà ông không? Phải của ông á. À, của ông à? Vâng. Ông nếu mà thiếu bán gỗ ra đây xẻ là được nhờ. Ở dưới kia là có khi là máy nữa tời xong nữa cô bác ạ, lại phải là bồi thường cho hàng xóm một chút rồi. Nhìn thấy là cây lúa của bà con thì hàng xóm ấy nó bị dây cắp, nó bị đập trúng ấy, thành ra là nó bị gãy rồi, không phải trồng cả nương cho người ta đấy, trồng cả thửa luôn đấy, trồng lại đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với cô bác ở đoạn đầu video ấy, thì là hôm nay cháu Lực có nhận được một cái khoản là của hai chị Đặng Việt Thí có dành tặng cho là mấy anh em thợ. Ở đây thì là mấy anh em thợ thì có hai vợ chồng là anh Phòng với lại cả hai vợ chồng là chú Toán của bác ạ. Các cô hôm nay, các chị hôm nay bóc xì có vẻ như là người sắp giống con gấu trúc rồi nhở. nếu mà đeo khẩu trang là cả mắt cũng bị dính bụi luôn đấy. Anh sợ là anh làm xong cái này anh ấy hít hết một bao rồi, hụt đi một bao đấy. Hụt đi một bao rồi à? Hít một bao rồi, hụt đi một bao. Hít chắc anh hít đi một bao rồi đấy, mỗi người hít một bao là đi bốn bao rồi đấy. Đây thì là hai chị một tí trong quá trình mà làm ấy, thì khi mà em quay hình lên ấy, thì hai chị thì cũng nhìn nhận được rằng là các chú với lại các chị là rất là nhiệt tình trong công việc, cho nên là gửi cho là 5 triệu cho hai vợ chồng, cho hai vợ chồng anh Phòng với lại hai vợ chồng chú đấy. Trong đó ở đây thì chị là gửi cho cháu Lực là 5.033.386 đồng. Thì cái khoản mà còn dư ấy thì là hai chị là để cho cháu Lực là làm tiền đổ xăng uống nước cô bác ạ. Và 5 triệu còn lại thì sẽ để cho mấy anh em đội thợ. Nói tí còn quên cầm tiền đi theo ấy nhở. Xong anh... nợ đúng không anh? Ấy thoải mái mà. Xong anh nợ đúng không? Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 triệu dưới này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, cái số tiền còn lẻ này là để em uống nước. Cháu uống nước nhá. Cho gửi cho anh Phòng là 1.500.000 nhá. Gửi cho anh Phòng là 1.500.000 nhá. Gửi cho chú Toán là 1.500.000 nhá. Gửi cho chị là 1.000.000. Đấy. Còn gửi cho chị của nhà anh Phòng đó là 1.000.000. Chị đếm cho em đủ nhá. Của chị là tiền lẻ nhiều hơn đấy. Chắc thật đấy. Chị được nhiều hơn đấy. Chị đếm đi. Không tí à. Thứ nhất là các bác lại nghĩ rằng tiền lẻ nó ít quá. Đủ 1.000.000 đúng không chị? Đấy, ở đây thì là em thơ một tờ à? Em gửi cho anh là 1.000.000 thì là anh cũng là chồng của chị với lại chú Toán nữa. Nó tí nó cũng vào một chỗ hết mà đúng không? Tí nó không thể nào nó cũng vào một chỗ hết mà, cho nên là gửi cho các chú là như vậy. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là đội thợ gửi một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng của hai chị rất là lớn. Phải nói là hai chị thì là ở một nơi là cũng khá là xa xôi đối với lại Việt Nam. Đấy, nhưng mà lúc nào trong tâm của chị thì cũng đều là hướng về Việt Nam, cũng như là những hoàn cảnh còn là khó khăn ở Việt Nam đấy cô bác ạ. Và cũng xin cảm ơn tới hai chị rất là nhiều. Nếu như không có hai chị Nguyệt Thúy thì có lẽ là ngôi nhà của hai ông cháu đến thời điểm hiện tại cháu Lực vẫn chưa thể mà đi vào và hoàn thiện được cô bác ạ. Thế thì anh Phòng có một lời nào gửi tới hai chị không? Anh có mic không?
mình lên con đấy. Và cháu cũng cảm ơn hai chị đã có tấm lòng vàng để mà nhận nhận bọn cháu làm, vì cũng đã giúp đỡ bọn cháu được một chút nào. Thì cháu cũng thành thật xin lỗi trong thời gian vừa qua, thì do thời tiết ủng hộ trời mưa thì có vẻ bọn cháu là căn nhà dậm chân tại chỗ trong một thời gian là cũng hơi lâu rồi. Nhưng mà bây giờ hy vọng là từ nay đi là thời tiết ủng hộ để mà bọn cháu sẽ cố gắng để hoàn thiện cho ngôi nhà cho hai ông cháu hoàn thành sớm nhất có thể. Cháu cũng xin cảm ơn hai chị và cũng chúc hai chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn ạ. Bây giờ thì để chú Toán nhỉ, chú cháu mình là Tảo Lý đi nhỉ. Thực sự ra thì các bác ạ, những lúc mà không ghi hình thì các chú nói rất là chân chu và mượt mà đấy, nhưng mà đến lúc mà đứng trước cái máy quay ấy, thì là lúc nào cũng e thẹn một chút chú nhỉ. Nhưng mà từ từ cho cháu hỏi, chú có vui không khi mà đôi lúc mà các chú làm như này thì lại được thêm là một số các bác để mà hỗ trợ thêm như này? Có chứ, có vui chứ. Vâng. Ê, thì bây giờ chú vui thì cái cảm xúc của chú thì chú diễn tả một tí nhỉ? Chú không biết diễn tả nhiều, chú chỉ biết cảm ơn với anh chị Nguyệt Thí. Hai chị. Hai đấy. Chị Nguyệt Thí cũng thấy quan tâm đến các em là làm, thì các cô cũng gửi đến cho các cháu phần quà, các cháu cũng nhận được thì các cháu cũng là rất là cảm ơn các chị. Thì cảm ơn chị. Hết rồi chú. Chú thì ngoài là làm những công việc mà thợ xây ra là chú còn làm thêm là một số công việc là ở thôn chú nhỉ? Vâng. Cũng như là cán bộ ở bên thôn đấy các bác. Thì chú cũng ở đây thì là những bạn ở đây thì trong thôn này thì là hầu như là có bao nhiêu hộ gia đình là chú nắm bắt hết rồi. Và hoàn cảnh nào như thế nào thì chú cũng đều nắm bắt hết rồi chú nhỉ? Vâng. Và nhưng mà chú cho hỏi thì nếu mà theo chú thì hoàn cảnh của hai ông cháu thì có xứng đáng để mà nhận được một ngôi nhà như thế không? Có ạ. Cũng là hai ông cháu thì cũng điều kiện cũng là rất là khó khăn. Đôi khi là mình cũng khó khăn, nhưng mà hai ông cháu nó lại là khó khăn hơn, bởi vì là cũng là do gia đình nó cũng mới hai ông cháu không có người giúp, thì cũng là các cô các chú là giúp đỡ thì cũng là tốt rồi, bởi vì là ông chú thì cũng sức khỏe cũng yếu thì cũng không đi làm được, thì cũng suốt ngày là cũng chỉ có trông cháu xem các cháu ở nhà làm ruộng thôi, không đi đâu làm thuê được. Thì cũng là bây giờ cũng là các cô chú là cũng các chị tạo điều kiện giúp đỡ thì cũng rất là thấy các cô chú cũng quan tâm này xin hết. Đấy. Thế thì bây giờ thì lại đến chị vợ của anh Phòng nhỉ. Thấy thì ấy chị thì là tí về đến nhà thì đừng có với anh Phòng là tị nhau người ít tiền người nhiều tiền hơn nhá. Thì nhau em chắc cũng biết là vì chắc là không có. Không có à? Nhưng mà em chị cho em hỏi một chút là cái chuyện riêng tư về gia đình thì là tiền đông như này thì là chị cầm hết đúng không? Không, chị không cầm đồng nào đâu. Ôi, đấy là nói thế thôi cô bác ạ, nhưng mà tí thể nào về đến nhà cũng tiền về một túi hết. Hãy chị gửi một lời không. Cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thí nhá. Em xin cảm ơn hai chị Nguyệt Thí ạ. Lấy đứng lần đầu tiên mà ông kính máy quay mà giơ thẳng vào mặt thì là hai chị cũng hơi tự tin một chút của bác ạ. Bây giờ thì đến vợ của chú Toán rồi. Đấy. Vợ của chú Toán thì tí về đến nhà thì tí ra đến kia thì cầm luôn nhá. Không, chị không được cầm đâu, cho anh cầm thôi. Anh là chủ nhà mà. Anh là chủ nhà nhưng mà chị là người cầm tiền đúng không? Không, chị không được cầm đâu mà. Vâng. Chị gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thí nhá. Em cảm ơn hai chị ạ. Chị thì nói chuyện rất là nhẹ nhàng, giống như là con gái của chị ấy vừa rồi gặp ở dưới kia thì con gái của chị cũng nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Đấy, và hôm nay thì cháu cũng đã gửi xong cái phần quà rất là lớn của hai chị Nguyệt Thí tới cho mấy anh em đội thợ rồi. Và lời cuối cùng thì xin được cảm ơn tới tất cả các cô, các bác, các chú, các anh chị và mạnh thường quân trong nước và ngoài nước trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Rất là mong sau khi mà hoàn thiện thêm là ngôi nhà của anh cháu sẽ được sự hỗ trợ của các bác là nhiều hơn. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông thấy là hôm nay anh em đội thợ được hai chị người thứ giúp đỡ như này thì có xứng đáng không?
có xứng đáng, có thấy có vui rồi. Không có vui rồi à? Vâng. Thấy chữ cũng thấy vui một tí. Vâng. Thế của ông là hôm nay là không có ông nhá. Vâng. Đấy, có ông là sau này là chỉ có ngôi nhà thôi. Vâng. Đấy, thêm là nhiều cái khác nữa. Em ơi, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không? Vâng. Chào các bác, các chị nhá. Thế Mạnh thì là tối nay có ngủ đây không? Cứ ngủ đây trong xi này, xi đã hết rồi. Không ngủ đây mai mất thì sao? Mất thì Mạnh đi mua nhá. Hả? Có phải Mạnh đi mua không? Không. À, không đi mua à? Thế ai mua? Không biết trông. Cái này là bây giờ nếu mà cho trông vật liệu được các bác này, đến đêm là trộm là bế cả xi cả thằng này đi mất không biết đâu ấy. Hãy gửi lời chào tạm biệt tới các bạn nào. Chào tạm biệt các ông các bà. Bye bye các bạn nào. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.